Những ngày qua, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã mở lại các phiên giao dịch việc làm đầu năm. Theo đại diện trung tâm cho biết, trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận từ 70 đến 80 hồ sơ xin hỗ trợ việc làm. Hiện tại, sau thời gian thực hiện trạng thái bình thường mới, nhiều công ty doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh nên nhu cầu tuyển dụng lao động theo đó cũng tăng. Trước nhu cầu đó, trung tâm thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, nguyện vọng việc làm của người lao động để có giải pháp hỗ trợ cung ứng lao động. Qua đó góp phần ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo đời sống cũng như lợi ích của người lao động trong bối cảnh mới. Chúng tôi còn phối hợp với các công ty xí nghiệp để nắm các thông tin tuyển dụng cũng như là các nhu cầu về lương, về thu nhập, về chế độ bảo hiểm, chế độ tiền thưởng để kịp thời tư vấn cho người lao động. Định kỳ hàng tháng tại trung tâm thì chúng tôi sẽ tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm tại trung tâm định kỳ vào ngày 10 hàng tháng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố để làm sao kết nối với các doanh nghiệp và người lao động và địa phương, phối hợp với các tỉnh thành ở phía Nam, ví dụ như là thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, tổ chức các phiên sàn giao dịch việc làm trực tuyến tại trung tâm để làm sao mà cho người lao động nắm các thông tin để đi làm việc, đạt hiệu quả về các chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thì ngoài 5 nhóm chính sách, 5 nhóm đối tượng như hộ nghèo, cận nghèo, rồi gia đình chính sách, người có công, rồi hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí ban đầu là 100% và hỗ trợ cho gia vốn là tối đa là 100%. Ngoài hình thức tư vấn tại trực tiếp tại trung tâm thì chúng tôi còn tư vấn trực tiếp qua điện thoại. Thì nếu người lao động mà không có điều kiện đến trực tiếp tại trung tâm để được tư vấn trực tiếp thì có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 02 916 252 115 để được tư vấn hỗ trợ trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm.